chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật cực chuẩn. Đúng 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang, tiền vàng chất đống, cuộc sống sung sướng như tiên. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm, mà vẫn bị người đời dùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Chính vì vậy, ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đoán lành, tránh dữ. Sau khi xem tử vi 7 ngày tới năm Giáp Thìn 2024 này, các nhà tử vi đã dự đoán rằng con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, sau bao tháng ngày vất vả, lao lực kiếm tiền mưu sinh. Thế nhưng, nhờ vào bản tính chăm chỉ, hiền lành và thấu hiểu mọi lẽ đời nhân sinh mà bạn đã chạm tới lòng thương cảm của trời Phật mà ban cho rất nhiều những vận may, điềm lành. Chỉ cần bạn nắm bắt rõ vận trình và đi đúng hướng thì chắc chắn cuộc sống sẽ phất lên giàu sang, tiền vàng chất đầy nhà, cuộc sống có gì vui sướng hơn nữa. Vậy chi tiết về vận trình của quý bạn tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng 7 ngày tới sẽ diễn ra như thế nào và phải làm sao để nắm bắt được trọn vẹn những vận may được ban cho? Và không để cho quý khán giả đợi chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết đến từ Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi video nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý Sửu sinh năm 1973, cung càng trực phá, mạng tan đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Số này lúc nhỏ gian nan, lao tâm khổ trí vui chiều buồn mai, thân phận phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải bằng không đổi đời, số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực gia môn an hòa, họ hàng như thể người xa, cũng như giá lạnh đám đông điêu tàn, lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu giận phú lúc an môn gia hòa, mùa xuân mới đặng thảnh thơi, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng. Năm Sửu là năm tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận và không biết mệt mỏi là gì. Nguyên tắc nhưng công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Quý Sửu là những người đáng tin cậy, do đó họ thường là những người lãnh đạo có uy quyền. Tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục ai của họ được che giấu bởi vẻ ngoài đơn giản. Sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người sinh năm 1973 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết thì họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng. Cuộc sống của những quý cô tuổi Quý Sửu chỉ gặp thuận lợi khi sinh vào mùa đông, các mùa khác thường có phiền muộn và lo âu. Cuộc sống có gặp phải quá nhiều sự khe khắc và khó khăn ở tiền vận phải đến hậu vận thì mới có sự an nhàn và các sự tươi vui. Phần công danh tiền vận chưa có chỉ xuất hiện vào thời trung vận có thể lên cao, nhưng đến thời hậu vận thì lại trở về mức bình thường. Sự nghiệp cũng như tiền tài của họ chỉ được tốt đẹp kể từ thời trung vận. Vấn đề tiền bạc khá là thoải mái, có sự dư giả, cuộc sống vì thế cũng được nâng tầm. Sự nghiệp khá là vững chắc và không gà phải sự đổ dở. Người xưa quan niệm, con trâu là đầu cơ nghiệp, là trụ cột gồng gánh cả gia đình. Đa phần người tuổi trâu là những người đáng tin, sống có nguyên tắc, mang đến cho người khác sự an tâm, vững chãi khi dựa vào. Không những vậy mà họ còn làm việc vô cùng cẩn thận và không biết mệt mỏi là gì. Nguyên tắc nhưng công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tuy nhiên đôi khi hơi bảo thủ, muốn thay đổi quan điểm của họ sẽ rất vất vả và khó khăn đấy ạ. Họ nhà trâu là những người có đầu óc thực tế, không thích mơ mộng, diễn dông hảo quyền. Sự chân thành,
chung thủy và khiêm tốn chính là nam châm hút người khác đến gần với họ hơn. Tuy nhiên, đối với những người xa lạ, họ tỏ ra rất dè dặt, thậm chí thờ ơ và xa lánh. Sở hữu một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục người khác và thường thẳng thắn với mọi chuyện bất bình mà không màng đến hậu quả ra sao. Những chú trâu sinh năm 1973 là những người đáng tin cậy, do đó những chiếc ghế lãnh đạo đầy quyền uy thường dành cho họ. Tính cách bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu khuất phục ai được họ che giấu một cách khéo léo và tinh tế bởi vẻ ngoài đơn giản. Sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Cuộc sống, tuổi Quý Sửu không được tốt về cuộc đời. Cuộc sống có phần lao đao từ lúc nhỏ, được tạm an nhàn vào những lúc mà tuổi được 36 trở đi. Nhưng chỉ có tạm thời mà thôi, cuộc đời khi chết sẽ bị ly tan sự nghiệp. Tuổi Quý Sửu có mạng làm ăn mau phát triển, nhưng nếu kết duyên với tuổi Xấu thì khó mà không hưởng được giàu sang. Làm phúc đức, ăn ở hiền hậu, biết giúp kẻ khó thì sống lâu thêm. Tình duyên, vấn đề tình duyên cũng có nhiều khó khăn phải thay đổi đôi lần mới hưởng được hạnh phúc. Sanh theo những tháng dưới đây thì sự thay đổi chồng vợ tùy tháng mà có nhiều hay ít. Sanh vào những tháng này thì phải thay đổi tình duyên 3 lần mới ở được, đó là tháng 5, 7, 11 âm lịch, 2 lần thay đổi tình duyên nếu sanh những tháng giêng, a, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Sanh vào những tháng này thì một vợ một chồng, tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là bảng lược kê để biết số bạn, nếu sanh vào những tháng kể trên mà sự thay đổi vợ chồng cứ theo tháng sanh mà biết được. Gia đạo, công danh, gia đạo ấm êm, không có những việc gì xảy ra quan trọng suốt cuộc đời. Tuy nhiên, lúc nhỏ thì nhiều thắc mắc. Công danh chỉ ở trong mức trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp. Sự nghiệp vững chắc, từ lúc tuổi 38. Tiền tài điều hòa vào những năm 34 trở đi và từ đây không có việc sút kém về vấn đề này. Tuổi hợp cho làm ăn, tuổi Quý Sửu làm ăn với những tuổi này thì hợp và phát triển mau chóng về vấn đề tài lộc. Đó là các tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi. Lựa chọn vợ chồng, tuổi Quý Sửu kết duyên với những tuổi này rất hợp với đời sống được cao sang quyền quý, giàu tiền giàu của. Đó là những tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi. Tuổi Quý Sửu kết hôn với những tuổi này chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là những tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Đó là những tuổi hợp về tình cảm mà không hợp về tài lộc, nên sự làm ăn không được tấn phát. Nếu Quý Sửu mà kết duyên với những tuổi này hay hợp tác với những tuổi này thì làm ăn khó khăn, cuộc sống trở nên bần hàn và khổ sở. Đó là những tuổi chỉ hợp về tình cảm mà không hợp về mọi khía cạnh khác. Đó là các tuổi Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần. Cưới vợ và những năm này hay sanh rầy rà và sống trong cảnh hẩm hiu xa vắng, đó là lúc ở vào những tuổi 17, 23, 29, 35, 39 và 41 tuổi. Sanh vào những tháng này số bạn phải có nhiều vợ hay có nhiều buồn phiền về việc đàn bà, đó là sanh vào những tháng 1, a, 9 và 12 âm lịch. Và sau đây sẽ là vận trình tổng quan trong 7 ngày tới năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 7 ngày tới được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Quý Sửu. Tuy vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Nhờ có được tam hội thái tuế che chở, tử vi 7 ngày tới dự báo con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Bạn có tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển tốt, môi trường làm việc hài hòa, nhờ có người giúp đỡ bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đấy chính là cơ hội để Quý Sửu khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng vận, thứ tài cùng chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi mà công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình bạn về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là cạnh tranh từ đối thủ. 7 ngày tới này, tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực. Với người độc thân, dù là nhân duyên, mai mối hay tự nguyện,
thì quý sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Về sức khỏe trong 7 ngày tới này, quý sửu không gặp phải trở ngại nào lớn. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Nhìn lại quãng đường mà quý sửu đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên quý sửu mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên quý sửu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, quý sửu mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi quý sửu vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc quý sửu cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng giật dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Quý sửu sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say giật dậy. Suy cho cùng, quý sửu dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Quý sửu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc quý sửu có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, quý sửu cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này quý sửu luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Quý sửu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì quý sửu như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, quý sửu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với quý sửu, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Và sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết cho 4 phương diện cuộc sống của tuổi quý sửu sinh năm 1973 đúng 7 ngày tới, cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, bước sang 7 ngày tới, phương diện tài lộc của quý sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên về chính tài cũng không có gì phải lo lắng,
Khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, người kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong thời điểm này được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt, đạt như mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Thời điểm này nguyệt lệnh lâm cung suy, kèm theo hung tinh ngũ quỷ tác động, chủ ý chỉ tài lộc tuy có dượng, nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần. Chi tiêu thì ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang nhiều, chi phí tăng cao, khiến cho bạn tuy kiếm được tiền đấy nhưng chi tiêu cũng không ít, coi như không tích lũy được nhiều. Bạn cần hết sức lưu ý về vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, chấp nhận sự rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có làm việc mình quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm và thất bại không đáng có. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo dõi tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp nhận thấy, tuổi Quý Sửu nhờ được tam hợp thái tuế phù trợ, nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của Quý Sửu trong thời điểm này khá dượng, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện để phát triển môi trường làm việc hài hòa hơn. Nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực. Nếu có được giao cho trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong thời điểm này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, e rằng vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình hình không quá cam go, bạn vẫn có đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Với bản tính trung thực và chăm chỉ, cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Bạn vốn có quyết tâm và sự nỗ lực bền bỉ, nên càng khi đối diện với khó khăn, thách thức, bạn lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn. Công việc dù có hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích dễ dàng đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là thời điểm này Quý Sửu không có nguyện lệnh ủng hộ, lâm cung suy, cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế bạn vẫn nên hành sự thận trọng. Bên cạnh đó, lúc đầu tháng và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch rõ ràng cho công việc càng cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứa đến cuối tháng, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Xét về phương diện sức khỏe. Tin mừng là sức khỏe của tuổi Quý Sửu sẽ không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bạn phấn chấn, suy nghĩ tích cực, nên sẽ được đảm bảo về sức khỏe hơn. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của bạn vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết, mà chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và tập luyện thể dục, thể thao đều đặn, sẽ không gặp bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cho cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong thời điểm này có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng, lái xe cẩn thận, tránh gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Trong 7 ngày tới này, chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện. Bản mệnh đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị, vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian để sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự áp lực bí bách, khiến cho hai bạn dễ nảy sinh cãi giả, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi.
Chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 7 ngày tới năm Giáp Thìn 2024, cụ thể như sau. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần này của tuổi Quý Sửu có biến chuyển tích cực, chỉ số hung vận và các vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động, vận quý nhân của bạn dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh, dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt, dù là đầu tuần hay cuối tuần thì bạn vẫn miệt mài, hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Quý Sửu không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phung phí quá nhiều thời gian để xử lý những việc không đâu, khiến cho hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá dượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn được lợi nhuận cao hơn thường ngày, số vất vả đến mấy cũng bạn cứ cố gắng, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Điều mà tuổi Quý Sửu cần tập trung nhất trong tuần này, đó là tiết kiệm, không hoang phí, và phát triển những thói quen tốt để có thể tự tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bạn nên hình thành thói quen tốt này và bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn. Về vận trình tình duyên của tuổi Quý Sửu đã khởi sắc hơn, nếu thầm thương ai đó, bạn cũng nhận được tín hiệu từ người ấy. Tuy nhiên vẫn phải tiếp cận một cách từ tốn bạn nhé. Những người có đôi có cặp thì không nên vội vàng tin lời đồn đại của người khác. Bạn hãy bình tĩnh, biết lắng nghe một nửa của mình hơn, đừng để người ấy cảm thấy thất vọng vì cách hành xử bồng bột của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Quý Sửu trong 7 ngày tới này có dấu hiệu giảm sút do chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh. Bước sang thời tiết nắng nóng, ẩm thấm thất thường sẽ khiến cho Quý Sửu bị khó chịu, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Quý Sửu sẽ đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc thì tiến triển suôn sẻ, tuy có chút vấp váp, nhưng đó chỉ như muối bỏ biển, bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, Quý Sửu nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực của bản thân, khiến cho ai nấy đều phải thán phục. Nhưng lúc còn trẻ khỏe, bạn có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc, bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Tìm việc vẫn là điều khó, nhưng bạn đừng quên tương tác, học hỏi không ngừng. Việc nắm vững kiến thức sẽ giúp bạn cảm thấy bản thân ngày càng vững chắc, tự tin hơn khi phỏng vấn. Trong tuần có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá, bởi sự xuất hiện của âm sắc hung thần, âm sắc đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của bạn. Vì thế bạn làm gì cũng cần phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải qua hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu đoản. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Quý Sửu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không quá lớn, bạn vẫn kiểm soát tình hình rất tốt, không phải lao tâm, khổ tứ quá nhiều. Có điều tinh thần bạn bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không ngon giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của tuổi Quý Sửu có chút giảm sút, hung vận lấn át các vận, lại có thiên cẩu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bạn mệnh. Thiên cẩu mang theo điểm báo, có thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên đường công danh sự nghiệp, nhắc nhở những chú trâu nên chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bộc phát kẻo rước họa vào thân. Tuổi Quý Sửu vốn thẳng tính, có gì nói nấy, không kiên nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống còng mình giả dối. Tuy nhiên, điều này sẽ không khiến ít người khó chịu, và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối. Tốt hơn hết bạn nên thay đổi một chút, tránh những chuyện thị phi. Những ngày đầu tuần của bạn không được may mắn, giữa tuần tình hình có khá hơn nhưng không đáng kể, do ảnh hưởng của thiên quan, nên bạn có phần mỏi mệt, gặp vấn đề về sức khỏe,
công việc quá nhiều có thể khiến cho bạn căng thẳng và kéo theo cơ thể mệt mỏi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự tính, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng để cải thiện đời sống vật chất. Về sức khỏe của tuổi Quý Sửu, sẽ giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, dạ dày và xương khớp, bạn cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chí là nguồn gốc của bệnh tật. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 âm lịch. Tuổi Quý Sửu sẽ đón một tuần khá bình yên, thời gian này bạn không trải qua nhiều sóng gió, mọi thứ diễn ra đều nằm trong tầm tay của bạn. Có điều đôi lúc bạn cố chấp xử lý tình huống thiếu nhịp nhàng, thiếu cẩn trọng, nên vẫn phạm về lỗi nhỏ. Dù sao đã làm sẽ có sai sót, không sai sót trừ khi mình không dám làm, dám chịu. Đó là cá tính mà ai cũng phải nể phục. Ở bạn tuần này, Thiên Đức Cát Tinh vẫn trợ giúp đắc lực cho phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Sửu. Sự nóng nảy, cáu bẩn trong bạn được tiết chế rất nhiều, những suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những điều lạc quan, thú vị. Bởi thế bạn chủ động trong các mối quan hệ xã giao, làm gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, không lo phải đơn độc một mình. Tỷ Kiên là yếu tố có sự biến hóa đa dạng, vừa tới để trợ lực cho bạn, vừa tiềm ẩn hung tính. Tử vi nhắc nhở tuổi Quý Sửu phải cẩn trọng với chính mình và những người xung quanh. Sở dĩ nói vậy là mong muốn bạn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn. Đừng chạy theo những ảo tưởng tình cảm để rồi dở mộng. Tình yêu không thể gượng ép, càng ép càng khó thành. Vì thế, hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Tới lúc cần buông rồi thì hãy buông, níu kéo làm chi cho thêm khổ. Thời điểm giữa tuần là thời điểm không tốt, bạn phải để ý cả phương diện các mối quan hệ lẫn tình cảm, nhất là khi xuất hiện kiếp tài. Thay vì suy nghĩ tiêu cực với những gì đã xảy ra, bạn nhớ tỉnh táo đánh giá lại tình hình đã nhé. Quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, Đức Phật nói rằng có 5 điều giúp cho con người có được hạnh phúc trong đời này. Trước tiên là phải chăm chỉ cố gắng, nâng cao hiệu quả làm việc, hăng hái và mạnh mẽ trong nghề nghiệp của mình và phải hiểu biết rõ nghề nghiệp của mình. Thứ hai, phải biết gìn giữ bảo vệ nhân duyên của cải làm sao có được một cách chân chính. Thứ ba, phải có bạn bè tốt, bạn hiền bạn trí để giúp đỡ khuyên bảo mình đi theo đường thiện, tránh xa điều ác. Thứ tư, phải tiêu xài tiền bạc một cách hợp lý, đúng đắn, không nên tiêu xài quá nhiều mà cũng không nên quá ít. Keo kiệt có nghĩa là không nên hà tiện để tích trữ tài sản như của núi, nhưng cũng không nên tiêu xài hoang phí. Nói cách khác là nên tiêu xài hợp lý trong giới hạn những điều kiện mình có được. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là hãy sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình, song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện là việc không cần cố gắng, tiết chế tính ích kỷ của mình. Lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng thiện lương sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.